Như mọi ngày, chị Bùi Thị Luyến đạp xe đến trường tiểu học Kết Đoàn ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để làm nhân viên tạp vụ. Sở dĩ trông chị xanh xao gầy gò là do chị vừa trải qua ca phẫu thuật và sắp phải xạ trị để điều trị bệnh ung thư tuyến giáp. Chi phí điều trị bệnh rất tốn kém so với thu nhập từ công việc tạp vụ của chị Luyến. Hoàn cảnh gia đình chị khó khăn bởi chồng chị làm bảo vệ. Thu nhập của hai vợ chồng khoảng 10 triệu đồng một tháng, nhưng đang thuê phòng trọ 2 triệu đồng một tháng và nuôi một con nhỏ. Chị làm việc rất là xuyên, sáng vào đây làm, tối tận tối mịt mới về. Và con thì nhỏ, chỉ đạp chiếc xe đạp mà gắn cái ghế chở con đi học. Nghe cái hoàn cảnh của chị cũng thấy thương, vì chỉ hiền lành, ít nói mà cứ âm thầm lặng lẽ làm. Đang đi làm thì kỹ đau, khi phát hiện bác sĩ chỉ định là phải mổ gấp vì nó là u ác. Nên là ở trường lập tức là sắp xếp cái công việc của chị để các tổ mà phục vụ họ gánh vác giúp chị. Thấu hiểu khó khăn của chị, sáng ngày 14 tháng 11, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thành phố phối hợp cùng Liên đoàn Lao động quận 1 trao sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng và một phần quà tặng chị Luyến. Chị phải ở trọ ở chung cư, nó cũng cũ, với cái điều kiện kinh tế thu nhập nó cũng đủ cái trang trải cho cuộc sống thôi. Hiện nay thì chỉ có một cái căn bệnh khối u ác tính, cho nên là kinh tế gia đình nó càng khó khăn hơn. Cái này thì là một cái hoàn cảnh mà trung tâm đã cho thấy rằng là nên có sự hỗ trợ, đồng hành, chia sẻ cùng giúp cho cái hoàn cảnh của chị. Em rất xin cảm ơn Liên đoàn Lao động, Công đoàn. Tiền này là em chỉ sử dụng vào thuốc xạ trị.